Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh học toán của thầy. Hôm nay thầy giới thiệu bài toán khá thú vị như sau. Đó là về hình học không gian cho các bạn học sinh đang học chương trình học toán hình học 2011. Đó là cho cái tự diện ABCD các bạn này. M là trung điểm AB này. N là trung điểm của AD này. P là trung điểm của CD này. Q là trung điểm của BC. Đấy. Bây giờ chứng minh bốn điểm này đồng phẳng. Chứng minh bốn điểm M, N, P, Q đồng phẳng. Thì các bạn giải bài toán này như thế nào? Đấy. Đây bạn này, các bạn suy nghĩ, các bạn thử giải bài toán này như thế nào? Muốn chứng minh bốn điểm đồng phẳng ta làm như thế nào? Đấy. À, trúng điểm gợi cho các bạn điều gì? Đấy. Các bạn thử nghĩ xem thử bài giải toán này chúng ta giải. Có thể là thầy cũng giải đâu. Có thể thầy gửi bài toán cho các bạn giải thôi nhá. Nếu bạn cần chứng minh bốn điểm này, đồng phẳng người ta làm như thế nào đấy. 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 M là trung điểm. N là trung điểm. M là trung điểm AB. N là trung điểm của AD. P là trung điểm CD. Còn Q là trung điểm BC. Thì bốn chứng minh đồng phẳng người ta làm như thế nào các bạn. Đấy. Các bạn đặt, thầy đặt vấn đề. Vậy các bạn nghiên cứu vấn đề này như thế nào? Các bạn thử theo dõi nhé. Có những bài tập dành cho các bạn nhé. Các bạn cố gắng giải bài toán này. Thầy không giải, thầy đưa ra bài toán cho các bạn giải. Các bạn nhé. Cố gắng chào các bạn.